Xuống đi anh em ơi. Đây bọn tôi sẽ làm lại cái chỗ này thôi. Đây có cái lán cũ của anh em khác là đi trước làm nhưng mà nó bé, còn thứ hai là nó cũ lắm rồi. Mình phá đi xong là mình làm to chỗ này. Khu vực này nó cũng khuất gió và thứ hai là có lá cây. Vòng sau vòng xa thì phía A thì vất vả như thế nào, không như sôi đâu. Anh em đang chui rừng để lấy cái tre, cái nứa về để làm lán. Ác liệt thật chuyến này. Thôi cố gắng làm xong là tối nữa mình uống rượu say thôi. Có thấy đi rừng trời mưa khổ nào chưa? Chè à? Chè. Thế hẳn tệ. Kinh điển luôn. Càng ngày sắc thật đấy. Đi rừng quên dao à? Cầm cái này cho em, cầm cái cán này cho em. Đi làm quên trâu. Có tao đẹp hơn của mày đấy Toàn ạ. Thật đấy. Anh dùng chỉ có con của tôi, duy nhất là con của tôi nó có cái này màu trắng này các bác này. Còn tất cả những con khác đều là màu vàng nhá, màu đồng nhá. Con duy nhất của tôi là màu trắng, con inox. Thiếu dao, quên mất một con ở nhà. Anh thân anh thưa anh thêm có mang chứ? Có dao anh. À. Ra đi rừng là xong dao chứ. Hôm nay rất thú vị là lần đầu tiên đi rừng hay đi sông và chúng tôi làm một cái lán gọi là cẩn thận như thế này. Là có sạp ở dưới vì nó mưa các bạn, sợ làm đậm nước này, đất này, cát này nó ướt mình nằm lạnh ốm chết ngay. Anh em đang phải làm một cái sạp ở dưới, xong là bắc che lên. Và hôm nay nữa là có cả anh em đồng bào người Mông, anh em đồng bào người Thái mình kết hợp với nhau làm một cái lều và một cái lán. Xem là mỗi người có ý kiến đóng góp thế nào để ra một cái lều đẹp nhất, cái lán đẹp nhất. Anh A Chứ đang kinh điển luôn, chặt chuẩn lắm các bạn. Công nhận đỉnh cao đấy. Chặt phát nào ra phát đấy luôn. Chuẩn 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 quá. Chuẩn. Nhưng mà đội anh em đi rừng chuyên nghiệp. Từ trên núi xuống dưới suối. Chơi tất.
đang nhìn chứ băm cây tre to sang quay sang toàn nhìn vót cây tre nhỏ này xấu hổ toàn quá. Thì mỗi người một việc thôi. Thì biết thế nhưng mà trong cái ảnh ấy kia nó to. Sao cái này đập về. Sao ồn ồn rồi đấy. Cái mái. Đây quay sang đây anh nhà chứ làm được như thế này rồi mà. Cả một cái cây tre tròn như kia băm một phát. Băm tròn luôn các bác ạ. Đấy giờ thành cái miếng này rồi. Thế là xong. Các bác đừng nghĩ rằng là tại sao lại không băm cái phần không cắt cái phần phần gai phần mắt của nó đi, nó lườm sờm nhá. Cái đấy nó để giữ, tức là khi mình dựng vào ấy là nó nằm nó giữ không bị xê dịch ngang cái chạy dọc ngang này. Mục đích là như thế chứ không phải anh em không băm đi đâu. Để nguyên. Đây ra đây mình nhìn phát là mình thấy rõ luôn. Lạnh quá, mẹ ơi ướt hết quần áo rồi. Đây các bác, nó chính là cái phần đây, cái mắt này này. Cái mắt này là không có cắt đi đâu. Để vì là khi mình đập nó xuống nó tì vào những cái thanh ngang xà ngang này là nó sẽ giữ cố định, nó không bị chạy. Nên là mục đích là như thế, mà mình nằm mặt trên mình có nằm mặt dưới đâu. Cứ kệ nó thôi. Nên là khi băm như kiểu này thì tuyệt đối cái mặt cái mắt của nó là không cắt. Không cắt, không chặt bỏ đâu. Cầu kỳ đấy các bác, làm cái này phải tầm khoảng hơn 10 cái tấm như này. Hôm nay để anh nhà chứ đạo diễn cái món kia. À, nhanh tay lắm, băm pop 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 pop. Phẳng lì luôn. Không biết là làm xong cái phạ sạp này thì mất bao nhiêu phát băm các bác ạ. Anh chứ người kia vẫn đang băm phù 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 từ nãy giờ. Nhanh tay nhanh chân lắm đồng chí này. Giống toàn, nhanh tay nhanh chân. Đẹp luôn. Thế cái này làm bếp. Vậy là công sức của 5 anh em nỗ lực từ nãy đến giờ mới xong được cái lán này các bác. Lán này bây giờ đã được cách hoàn toàn khỏi mặt đất, mặt cát bởi cái sạp chúng tôi làm trước. Vừa nãy xong phủ cái tấm bạt ni lông này lên. Bạt ni lông ấy. Thế còn ngoài này thì anh em đang làm nốt cái phần mái che ra để mình làm bếp nấu ăn. Nấu ăn thì nấu ở chỗ này. Đây đốt lửa chỗ này thì nó không bị mơ vào các bác. Bây giờ là đúng 5 giờ 24 phút chiều, 5 rưỡi. Kịp tiến độ. Bởi vì mùa này nó tối muộn các bác. Mùa đông này thì khoảng tầm, nếu đầu nguồn này mà không mưa đấy thì phải tầm 6 rưỡi 7 giờ kém vẫn còn sáng. Còn một tiếng nữa anh em kịp tiến độ để làm cái nhà xong xuôi. Củi thì chúng tôi dọc đường tôi đã lấy sẵn rồi, tí nó bỏ vào đây xong là mình đốt. Anh Thêm vừa đi lấy được cái hòn đá về để kê nấu ăn đây rồi. Cái song, cái nồi. Hai hòn. Ô mình quên không mang cái que nồi treo đi nhỉ? Không mang. Ơ đặt lên được mà anh. Đặt được kệ nó, cứ đặt đun thôi chứ. Có lửa, có khói rồi các bác ơi. Mừng quá rồi. Ngồi sưởi xong là hơi quần áo đi. Tôi mới đi đợt này chỉ có mang hai cái quần dài thôi nên quần đã ướt còn mỗi một cái nữa. Cố gắng phải sấy xong cái quần này này, không có là không có quần mặc đâu. Cầm máy ảnh nhìn rồi xong này rồi. Được chưa? Nhìn thấy không? Có. Bây giờ tôi đang được cởi cái áo này ra rồi. Các bạn là cái áo này, cái này là cái túi áo mưa để bắt ong thứ đó mà. Mình mặc vào nãy toàn mùi mật ong. Tận dụng rồi mà. Tận dụng làm áo mưa. Wow.
giờ mới được thoải mái đi vắt vào cái xà kia ướt hết rồi. Báo cáo các bác là bây giờ anh em đang đun nồi nước để chúng tôi có một món mang từ nhà đi. Tôi mang một con ngan đi mà. Để biết là đi đến đây muộn thế này thì khó kiếm thức ăn đấy. Dù hôm nay có mưa hay không mưa chúng tôi đến vẫn muộn các bác ạ. Bởi vì tổng thời gian tôi làm cái lán này chỉ khoảng hơn tiếng thôi. Nhưng hôm nay tôi sáng ở nhà đi muộn. 1 giờ chiều chúng tôi mới đi. Mà đi là hôm nay là dọc đường tôi còn mây nhìn kìa. Ôi, các bác cái mây sông Đà bay đẹp dã man luôn. Giờ bắt đầu mới đun nước để mổ ngan. Ngan giấu đâu rồi Toàn? Yeah. Chắc là chết rồi chứ. Đó, con thở á. Bạn chế là chưa? Hả? Hả? Các bác ơi, tình hình là từ nãy giờ tôi cũng quay mấy cảnh ấy. Nó mưa quá, mình không có đi đâu lại được, làm cái gì đâu. Anh em cũng nhào làm tí cơm với lại nhặt tí rau ném vào nồi nấu. Mang con ngan đi ăn, thế là hết phim. Nên bây giờ đang quây quần bên nhau rồi này. Nhưng mà quên rất nhiều thứ các bác ạ, đi quên rất nhiều thứ luôn. Nhưng mà có cái này không bao giờ quên này. Đấy, cái ở giữa mâm này. Toàn nó chuẩn bị sẵn rồi. Thằng này quên cái này nó quay về luôn. Không ở nữa đâu nhỉ Toàn nhè. Thôi vào mâm đi các bác ạ. Nhưng mà vấn đề là bây giờ rượu chưa rót được ngay đâu. Vì là này nó rất cọc kênh. Anh em đi lại cái nền này là nó sàn này nó rung đổ. Nên là tí nữa đến ai thì người đấy mới rót thôi. Con này ăn được đấy nhỉ. Hôm nay anh em mình chơi rượu cây đau lưng nhá. Uống hết để mai Toàn về đi đào tiếp. Thế còn đây này, hôm nay Toàn có cái bát này vệ oách nhất số 1 thế giới. Mày cầm cho tao cái chén này cái. Thiếu bát các bác ạ, cho nên là Toàn. Sao mày không để cái vỏ xanh bên ngoài có phải đẹp không? Nặng đáng bao nhiêu nhỉ? Nặng đáng bao nhiêu? Cho thức ăn vào nữa thì nhức được ạ. Nhưng mà nó đẹp, với thứ hai là mình cầm rửa nó sạch. Thế mà đi cạo ra cơ mà. Để nguyên có phải đẹp nữa không? Cũng được rồi, nói chung là cũng được, cũng duyệt. Mới mình theo bát. Anh Thêm đang chuẩn bị rau. Đây ăn cơm thì đèn pin tôi treo hết lên đây. Cho anh em ăn cho thoải mái. Cơm nhiều tối bát hết được. Thôi, ngồi đi anh em ơi, uống đi. Thôi mưa gió tí nhưng mà mình ngồi với nhau một tí. Mai nắng to lên thì mình đi tìm mật ong sau. Mai cho nắng. Cho nó nắng to lên thì kiếm mật ong đi. Ôi. Không có thì chót vào mồm đi. Cho vào đầu cũng được. Được mà. Đợi canh nha các bạn, chưa có canh. Chết dở các bác ạ, ăn cơm mà con này nó về này. Các bác nhìn này, soi đèn đi đâu, nó đi theo đấy này. Bây giờ có dám bật đèn vào mâm cơm đâu. Đang phải bật đèn ra ngoài này, trong này tối mòm này. Đấy, chỉ kiểu này thôi. Cành linh tinh lang tàng. Vào hết đấy con này. Đây tôi đang nhờ Toản cầm cái đèn rất là cao như này. Tránh cái con kia một tí thôi, chỉ quay một tí thôi phải tắt ngay vì con kia nó vào ác á. Cái nồi canh này có lẽ là cái nồi canh ác nhất mình đã từng đi sông Đà mình những ăn.
lá vả nha, cây chín chín, lá sung nha, lá gì linh tinh thì các bố nhặt hết cho vào. Lá mướp. Lá mướp á? Đây có cái mướp à? Bên kia. Lá mướp. Lá mướp bé rồi mà dây bé. Lá gì nữa này? Sùm sùm hế à? Sùm hế cũng cho vào đúng không? Nhiều lắm. Cây trồng. Canh tổng hợp thôi, tôi xin bác, canh tổng hợp mình cũng chén rồi các bác ạ, chứ giờ làm gì còn có lựa chọn nào nữa. Ăn no là cả tốt rồi. Không chết đấy. Ô, không mình không bỏ mà một gói ăn tôm nhỉ. Ok, ở sau cái này là nó mềm. Vào đây tao đi được rồi. Cho bóng được mà. Đây này. Ok, ở sau cái này. Cú béo nhỉ, con đo béo nhỉ. Béo. Mấy lưới tất cả? Ba. Ba lưới à? Béo đấy, con đo này ngon đấy. À, lưới thì lỗ mất một lưới. Tôi đang phải ngồi sấy hơ áo này, các bạn này ướt hết, không có tí không có áo mặc. Thế thì cái vỏ mấy con cái cái không ăn sống nó tươi luôn các bạn ạ, không thèm mổ cái này. Mà cá này béo, đợt này béo đấy, con đo béo nhỉ. Đẹp. Mày quay cái mặt kia ta. Quay cái mặt có sừng của nó đây. Gần gần vào đây tí, gần vào đây tí cho ta nhìn coi. Toàn toàn cá có sừng. Cá ngạnh. Cá ngạnh cho. Cá này sừng nó dai nó cho nó chọc tay thì chết đấy. Đau lắm. Con này phải muộn đi chín mới bộ. Đứng như thế này thì không để che được chứ nhỉ, không gai được chứ. Nó mới nó rơi vào là nó cháy rồi. Bữa cơm trong những ngày đi rừng rồi. Này có mỗi tí cá với lại tí rau thôi, có chả còn cái vẹo gì nữa. Hết rồi. Cá béo lắm, đây này. Cơm đi anh em ơi, thôi cơm đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Này, phải uống rượu nữa, ăn cơm thôi. Cơm nước xong rồi, đang đun nồi nước đây các bác. Anh em à, chứ đang bảo cái này mua đâu về mà đẹp thế. Đổi luôn một tổ ong. Đổi trước cho anh xong là hôm nào lấy tổ ong với anh sau. Nhiều ít không biết. Có đâu. Hả? Đổi không? Không đổi đâu. Không đổi. Không, mình bắt được nếu mà nhiều mưa thì mình vào này. Cái ấm này là ấm cắm trại ở bên hoa cam quá à, tôi cầm đi. Nó tiện mà, kiểu mình đun nước này. Treo cũng được nha. Thế này cũng được. Không, đi lái đầy nhiều nhưng mà lái một tí thế này là bỏ ra. Buồn lắm các bác ơi, mưa nó không tạnh đâu nên anh em tôi đang ngồi đun nước uống xong rồi chắc là tí nữa là phải về thôi. Chuyến này đi là chúng tôi có kế hoạch như thế này các bác ạ, một kế hoạch rất là táo bạo và đặc biệt. Đây này, có cả cái dây đai đeo này. Và hôm qua còn đầu tư dây thừng rất là xịn. Bao nhiêu cân nhỉ anh thêm nhỉ? 5 cân khoảng bao nhiêu mét? Dây loại này là dây xịn luôn đấy các bác ạ, mềm thế này cơ mà. Này, mềm thế này. Để cho hai anh em A Phình, A Chứ trèo lên cái tổ ong kia xong là cái vách đá, các bác có một cái vách đá không? Tôi có một tổ ong này, vách đá này, có rất nhiều tổ ong này. Thì leo lên trên ngọn xong là đu dây xuống. Anh em làm được cái việc đấy nhưng mà kế hoạch nó không ổn, mưa. Thôi tôi sắc phải về trước xong là hôm nào anh em nắng to cái anh em lại quay lại thôi. Tôi rất tiếc ấy, bởi vì kế hoạch chuyến đi tôi chuẩn bị khá là đầy đủ nha. Ba lô máy ảnh các kiểu luôn, cặp flycam, máy ảnh pin một đống. Pin dự phòng khoảng tầm 3 cục to nữa nằm trong này để quay toàn bộ quá trình này đi. Thế nhưng mà không ổn một tí nào. Ông trời không ủng hộ, mưa, gió. Mà khi mà đã mưa thế này ấy, nó phải tầm 3 đến 4 ngày. Nếu mà ví dụ như là chiều nay tạnh nhá,
thì 3-4 ngày thì nó mới khô được. Rừng nắng to ấy thì anh em mới dám đi vào rừng, chứ mưa này không dám cho anh em leo đâu. Kể cả cố leo cũng bảo không leo đâu. Nguy hiểm lắm, nó trơn. Cái cây nó bình thường thế nhưng mà khi có tí nước mưa mà nó rất là trơn, các bác cả rêu mà. Nói chân. Thôi đi về thôi các bác ơi, mưa cũng về thôi, không ở đây được nữa rồi. Mưa này nó phải mưa 3-4 ngày, xong lại 3-4 ngày nữa nó mới trời nó mới nắng to khô thì mới vào rừng được. Còn anh em bây giờ bắt đầu lại công cuộc đóng gói, mang đồ đạc đi về bản. Hôm tới đi tìm một ong khu này sau. Ác, chuyến này ác thật đấy. Vất vả quá anh em. Nước ngọt uống đi. Nước ngọt đây uống đi, rượu vẫn còn mà. Chỗ này tính dự tính thì ở đây 4 ngày 5 ngày cơ các bác. Nhưng mà gặp quả này thì là chuồn sớm. Thôi ở đây không anh không nghĩ cái gì nghịch. Nghịch. Vậy là các bác đã xem xong cái phần chúng tôi hôm vừa rồi đi sông Đà mà nó bị mưa đầu nguồn, mưa khổ luôn 2 ngày thì chúng tôi phải bỏ về. Thì cái phần đó, trong cái mục đích của chuyến đi đó chúng tôi ấy, là chúng tôi, anh em sẽ kéo nhau lên cái vách đá và đội anh Chứ với lại Phình à? Là sẽ đeo Phình, là hai anh em người Mông ấy, là sẽ đu dây từ trên vách đá xuống để cắt mật ong, lấy mật ong ở vách đá. Nhưng mà kế hoạch chúng tôi đợt này thay đổi luôn, không đi đầu nguồn nữa. Đầu nguồn chúng tôi đi quá nhiều rồi, thì thôi chuyến này anh ta sẽ đi. Tôi cũng rất kỳ vọng vào cái chuyến đi này là chúng ta sẽ có rất nhiều cảnh đẹp. Và bởi vì nhóm tôi đợt này đi đông lực lượng lắm, có 9 anh em cơ. Chưa bao giờ đi sông Đà, đi suối mà lại đông lực lượng thế này. 9 anh em, toàn anh em thiện chiến luôn. Thì mình cứ đi, cứ xuôi dòng bằng bè. Sau đó là mình tìm mật ong, bắt cá ăn, nấu nướng, ăn uống cùng nhau. Và bây giờ là cứ để đấy đã. Em đang bảo với nhau là nồi cơm này các bác này, nồi cơm chuyến này đi kéo 9 anh em là nồi cơm này còn sợ bé này. Còn anh em khỏe ăn nhiều, kéo phải nấu 2 nồi. Tối nay mình cứ tạm nghỉ ngơi đây đã. Bên này củi đuốc thì cũng nhiều lắm quá. Chúng ta sẽ đi xem một vòng trước cái khu vực này các bác nhé. Suối thì phía này là phía đầu nguồn nó cũng đã khá to rồi. Mình càng đi xuống dưới thì nó sẽ càng to. À, thịt lợn này anh? Làm thịt à? Thái thịt à? Trưa nay là chúng tôi mang cả một ít thịt lợn nữa đi để phòng trường hợp là không bắt được cá ấy. Thì là mình nấu nướng ăn trưa nay. Ngoài anh là bắt cá ở trưa nhưng mà nước nó đủ quá. Nước đục một tí, nước thì hơi đục một chút các bác ạ. Mình sẽ ra sát bờ suối nhá. Đúng là cá đêm luôn.